lời nói rằng anh muốn nghe thật nhiều. Có một câu nói rằng anh muốn nghe suốt cuộc đời. Chỉ một lời khẽ thôi, chỉ một câu khẽ thôi, cho từng đêm ngọt ngào những giấc mơ. Có một lời nói từ đôi mắt anh dịu dàng, có một câu nói còn vương nét môi sâu ngại ngần. Chỉ một lời khẽ thôi, chỉ một câu thế thôi, bao buồn vui trái tim chung nhịp đời. Tay đang trong tay trên con đường về, thời gian ngỡ như lắng đọng. Lung linh muôn sao khắp đôi tim yêu, nụ hôn nồng ngây ngô. Một lời ngọt ngào em trao đến anh, tình yêu bông hoa nhiều. Một lời nồng nàn anh trao đến em, từ đây tình yêu lên ngôi. Người yêu ơi có biết phút giây đầu tiên, người yêu ơi có biết những khi bên người một thoáng bối rối ngất ngờ tình đẹp như thơ. Từng ngày qua anh mong có em kề bên, từng ngày qua em mong có anh bên. Tình sẽ mãi mãi tuyệt vời từ trong câu nói. Trong tay trên con đường về, thời gian ngỡ như lắng đọng. Lung linh muôn sao khắp đôi tim yêu, nụ hôn nồng ngây ngô. Một lời ngọt ngào em trao đến anh, tình yêu bông hoa nhiệm màu. Một lời nồng nàn anh trao đến em, từ đây tình yêu lên ngôi. Có biết những khi bên người một thoáng bối rối ngất ngờ tình đẹp như thơ. Từng ngày qua anh mong có em kề bên, từng ngày qua em mong có anh bên mình. Tình sẽ mãi mãi tuyệt vời từ trong câu nói. Giây đầu tiên người yêu ơi có biết những khi bên người một thoáng bối rối ngất ngờ tình đẹp như thơ. Từng ngày qua em mong có em kề bên, từng ngày qua em mong có anh bên mình. Tình sẽ mãi mãi tuyệt vời từ trong câu nói. I love you.
Thùy Vân thân ái kính chào tất cả quý vị. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Trái Tim, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Lâm Khoa, như một lời cảm ơn cũng như là một lời chúc hạnh phúc đến với tất cả quý vị trong ngày lễ tình yêu. Vừa rồi Thùy Vân và Trung Thành đã gửi tới quý vị nhạc phẩm này cũng thay cho Việt Mỹ Television chúc cho tất cả quý vị một ngày yêu thương thật hạnh phúc. Và trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay, Thùy Vân được tiếp chuyện với chính nhạc sĩ đã sáng tác ra nhạc phẩm này. Thùy Vân xin quý vị cùng lắng nghe buổi trò chuyện của Thùy Vân và nhạc sĩ trẻ Lâm Khoa. Vân chào Lâm Khoa. Dạ, xin chào chị. Lời đầu tiên Lâm Khoa xin gửi lời chào thân thương đến tất cả mọi người đã xem chương trình ngày hôm nay. Và kính chúc mọi người có một ngày lễ Valentine thật vui, thật hạnh phúc bên cạnh những người mà quý vị yêu thương nhất. Cảm ơn Lâm Khoa. Kính thưa quý vị, khi mà cách đây không có lâu quý vị ơi, chỉ có 3-4 ngày thôi, thì Vân nhận được một cái inbox từ trong Facebook. Một người nhạc sĩ rất trẻ mà Thùy Vân cũng chưa được kết bạn nữa có ngỏ ý mời là Thùy Vân hát một bài nhạc mới chưa có ai hát qua để tặng cho tất cả những người tình nhân yêu nhau trong ngày Valentine. Thì khi mà Thùy Vân xem cái lời và Thùy Vân nghe cái melody thì Thùy Vân thích ngay, và Thùy Vân và Trung Thành đã ngay lập tức đến studio để thâu liền cái bài nhạc này để kịp cho ra lò. Ngày hôm nay là ngày lễ Valentine thì Vân muốn hỏi Khoa là Khoa là một nhạc sĩ mới, như vậy thì Khoa có thể chia sẻ với Thùy Vân, với như khán giả của Việt Mỹ, cái quá trình Khoa đến với âm nhạc và sáng tác như thế nào? Dạ, từ lúc nhỏ đó em rất là thích âm nhạc, tức là em thích nghe hát nè. Ở nhà thì ba em hay mở cassette những cái bài hát Việt Nam đó, em rất là thích. Và sau đó nói thì cassette là chắc xưa lắm rồi. Dạ, đấy đúng rồi. Em rất là thích và em cũng mê âm nhạc. Từ đó thì gia đình cũng cho học piano đó. Từ nhỏ khoảng 3-4 năm rồi cái em có cái basic, em cố gắng em học thêm. Rồi đến khi lớn lên á, em học cấp 2 thì em cũng có hát ở trong trường và bắt đầu sáng tác từ những ngày cấp 2. Vu vơ những câu hát nhỏ nhỏ tình, rồi những sáng tác về mấy trường. Đến khi lớn lên á, thì đến cấp 3 thì bắt đầu em cũng có đam mê về sáng tác, cho nên có cái thầy ở trong trường đó, là thầy chuyên phụ trách về mấy cái văn nghệ đó, thầy mới nói là để thầy giới thiệu cho một cái lớp thầy cũng đang đi học đây. Và thầy hàng ngày thì thầy đi học như vậy thì thầy có những cái bài copy á, thầy gửi cho em những cái thầy học của những bậc thầy trước về sáng tác, rồi cái em cứ theo đó em cố gắng em học theo thầy, và từ đó thì em có một cái basic trong sáng tác. Và có những cái cảm xúc nào mà em thích á, thì bắt đầu em cứ thu âm. Ngày trước thì không có cái máy điện thoại như bây giờ, thì cứ viết vào nháp đó chị. Cứ viết vu vơ câu hát rồi viết vào cái tờ giấy nháp, rồi từ đó mình cứ để đó. Rồi sau này em bắt đầu chơi keyboard đó, em lại viết những cái khúc hát từ dựa vào những keyboard mà khi em tấu lên những cái khúc mà em thích thì em cho ra đời những cái bài hát mà theo cảm xúc của em. Dạ. Như vậy thì Khoa còn nhớ là Khoa đã sáng tác bao nhiêu nhạc phẩm không? Em đến hiện giờ thì em nghĩ em cũng sáng tác khoảng hơn 30 bài hát. Wow. Dạ. Với một cái tuổi đời trẻ như vậy là coi như là đó là một cái bước tiến rất là vững chắc cho thời buổi ban đầu. Như vậy thì trở lại cái mái trường năm cấp 2, còn nhớ mình sáng tác bài gì không? Hồi đó thì em sáng tác bài hát về mái trường. Mái trường là hồi đó em học ở Gò Vấp đó, thì em viết một cái bài hát về mái trường của em, một số câu nhỏ nhỏ mà rất là vu vơ thôi, nhưng mà nghĩa là chưa thành bài hát hẳn đó, hồi chỉ là xưa những đó câu. Dạ là cái lúc mà em lên ở trường em có cuộc thi giọng ca vàng đó. Hồi đó học sinh em cũng đam mê nên em thi. Em thi rồi cái lúc đó em lên thi rồi may mắn sau đó được giải giọng ca vàng. Mà hát cái nhạc phẩm của mình sáng tác hay là hát? Em hát một cái bài hát về cha, đó là bài ơn cha. Và sau đó thì em được mọi người rất là thích bài hát đó. Và sau đó em cũng nói với thầy em cũng có cái câu hát này về mấy trường của mình rất là vui. Và sau đó thầy em nói để thầy đệm guitar cho em hát cái bài đó. Và thầy đệm dưới mấy trường và tất cả các bạn bè đều nghe bài hát đó. Và
đó là một cái kỷ niệm rất là cảm xúc, mà nó là từ thật từ đáy lòng của một cái người đang ngồi trên mái trường và viết về cái mái trường của mình, đúng không? Như vậy thì thường thì Vân thấy các nhạc sĩ đó, nhất là nhạc Việt Nam nha, khi mà họ vui, họ đang hạnh phúc á, họ ít có viết nhạc yêu, nhạc tình cảm lắm. Nhưng mà khi họ bị trục trặc trong tình cảm, broken hearted, tan vỡ, thì lúc đó làm như mới có thì giờ, mới có thật cái cảm xúc thật để viết. Cho nên đa số nhạc Việt Nam của mình, nhạc tình thì nhiều nhưng mà tình cảm nó không vui, toàn là tình cảm buồn thôi. Cho nên là những cái bài mà vừa qua thì Vân nghe nó có một cái gì rất là lạ, thì Vân muốn hỏi Khoa là như vậy thì Khoa lấy cái cảm xúc từ đâu để mà Khoa viết những nhạc tình mà hạnh phúc như vậy? Thật ra đó là cái bài mà Lời Trái Tim vừa rồi đó mà quý vị được thưởng thức, đó là cái bài hát thật, một cảm xúc thật của Khoa trong thời gian mà lâu lắm rồi, cách đây mười mấy năm, trong lần đầu tiên mà khi đó mình được ngỏ lời yêu người ta nè, rồi được người ta nói yêu lại nè. Bắt đầu mình có một cái cảm xúc khi mình lắng nghe cái lời mình được yêu và mình yêu người ta, thì về nhà nằm suy nghĩ, rồi có những giấc mơ đẹp về tình yêu mà cái lúc đó còn trẻ, thì cái bài hát, những cái lời, cái giai điệu ca từ nó trẻ hóa đúng lên. Rồi nó mộc mạc đơn giản nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa, thì không biết là đó là mối tình đầu không? Mối tình đó chắc cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà không biết có phải mối tình đầu không? Cái đó là mối tình đầu. Đó là mối tình đầu. Wow, thường thì Vân rất là may mắn là khi mà được nhạc sĩ sáng tác cho mình một bản nhạc để mà mình hát đầu tiên, và cũng là cảm xúc thật và cũng là mối tình đầu tiên thật. Thì một lần nữa thì Vân cảm ơn Khoa. Và nếu quý vị ở ngoài kia mà quý vị yêu thích cái dòng nhạc này, cũng như là yêu thích để mà support Khoa thêm, để Khoa có thêm những cái tinh thần và cái sự trợ giúp để mà viết nhiều nhạc phẩm hơn, quý vị có thể đặt riêng được không ạ? Đặt riêng bài để ca sĩ ngoài kia, ca sĩ trẻ rất là nhiều đúng không? Rồi chưa kể là có những ca sĩ cũng muốn ra một cái CD mà cũng kiếm sáng tác mới. Thì số phone nào để liên lạc với Khoa đây? Số phone của em xin mời quý vị liên lạc là 714-679-8327. Cảm ơn Khoa. Và hình như là Khoa nói là Khoa chơi keyboard, như vậy thì hiện nay Khoa đã đàn ở những cái tụ điểm nào hoặc là phòng trà nào? Em hiện nay thì em sinh hoạt âm nhạc là thường là ngày thường đó, thì em đánh hát với nhau ở tại những cái chỗ, ví dụ như là ở Blue, vũ trường Blue nè, EXO vũ trường Blue, rồi ở Gió Restaurant, rồi ở ngay Happy Day, và mới đây nhất là có một cái lounge mới mở, đó là Column Blue, cũng rất là đẹp. Ở đâu? Thì Vân cũng chưa ngay, được biết. Ngay Beach và McFarlane. Ok, thì Vân biết chỗ đó rồi. Thì nếu mà quý vị muốn đến hát cho nhau nghe với lại Khoa, quý vị có thể inbox cho Khoa hoặc là gọi cho Khoa để biết cái schedule ngày nào Khoa đánh ở đâu. Bởi vì thì Vân tin chắc quý vị, nếu mà người nhạc sĩ đã viết nhạc hay như vậy thì chắc chắn là đệm nhạc phải hay để cho quý vị hát rồi. Thì trở lại với lại những cái ngày Valentine, Khoa không những sáng tác một bài cho Vân với Trung Thành hát mà có những bài khác nữa phải không? Khoa có thể chia sẻ với quý vị những cái bài khác nữa. Cái dịp năm nay á, Valentine là một cái dịp mà nó có nhiều niềm vui đến với em. Chẳng hạn, thôi bây giờ chia sẻ đi. Chẳng hạn như là cái bài Lời Trái Tim đi, là cái bài đó là kỷ niệm 15 năm ngày mà em ngỏ lời yêu đương với người yêu đầu tiên của em, và cũng chính đó là người vợ của em. Không có thể ngờ được rằng là thường thường thì Vân thấy mối tình đầu người ta nói là ít bao giờ mà được tròn trịa tới chót lắm, nhưng mà không ngờ đây cũng là cái người yêu tới bây giờ. Chúc mừng Khoa, và cũng nhân ngày Valentine thì Vân chúc cho hai vợ chồng 10 năm anniversary, và cũng là sẽ mãi mãi yêu nhau, và để cho Khoa có một cái cảm xúc để Khoa có thể viết nhiều bài hát về tình yêu hơn. Như vậy thì trong 15 năm và nhớ lại cái bản nhạc đó ngay từ cái lời yêu thương đầu tiên, Khoa là một người nhạc sĩ, chắc có lẽ là mình phải lãng mạn, mình phải có nhiều cảm xúc. Thì thường thì Vân nghe là nhạc sĩ cũng nói sao ta, trăng hoa lắm. Thì đối với Khoa thì Khoa thấy như thế nào?
đôi lúc mình nói chăng hoa cũng có, nhưng mà cái đó trong trong cái ý tưởng để âm nhạc thôi. Ví dụ mình có thể mình ra mình gặp một cô gái đẹp quá, mình cảm thấy có một cái bất cứ một người đàn ông nào khi gặp phụ nữ đẹp đều có một cảm xúc nào đó riêng biệt, và có thể đó là những cái người tình ở trong nhạc của mình, trong mộng. Ok, thì mình có thể thấy như vậy, mượn cái đó để làm. Dạ đúng rồi. Đôi khi người vợ của em á, có nhiều cái bài em sáng tác ra, người vợ nói cái bài này có phải sáng tác cho em không vậy? Nhưng mà lúc đó trả lời sao? Thì mình nói đối với âm nhạc á, cũng giống như người ta viết văn, viết truyện, viết thơ hay âm nhạc cũng vậy, đôi khi cũng có sự tưởng tượng chứ không thể nào mà như vậy nó mới phong phú thứ. Đúng dạ, không? Đúng rồi. Tại vì nếu cảm xúc của mình không thì nó giới hạn. Dạ. Như vậy thì có bao giờ Khoa nghe một cái chuyện của một người bạn hoặc là ngẫu nhiên để mà có cảm xúc viết một bài nhạc? Dạ có. Có đôi khi giống như những thời gian gần đây á, có những người bạn của em giống như họ lên Facebook, họ có những cái lời tâm sự gì đó, mình cảm thấy ồ, cái lời tâm sự đó sao nó cũng na ná giống như cái mình đã từng qua rồi đó, thì tự nhiên cũng có cảm xúc. Và từ chẳng đó chẳng hạn như bản nhạc nào, một cái bài hát mà mình chưa cho ra đời, nhưng mà cho nên nhưng mà nói sơ bí mật là từ cái cảm xúc nào, câu chuyện gì? Ví dụ câu chuyện của một người bạn mình lên Facebook á, người bạn mình giống như trong một mối tình á, có sự giận hờn, có cái sự chia ly gì đó, rồi cái viết những cái tâm trạng cuộc đời này sao mà nó buồn quá rồi. Status của mình. Dạ dạ. Rồi cái tự nhiên mình cảm thấy đúng có cái sự chia ly trong đó. Rồi cái mình mới viết một cái nhạc phẩm, mặc dù mình không có chia ly nhưng mình cũng viết một nhạc phẩm nói về cuộc tình này đã tan vỡ, chia ly. Theo nhạc phẩm cái tên gì? Trong xin giữ bí mật đi. Để để mai mốt mà mình ra mắt một cái đó, tất cả mọi người mình sẽ biết cái bài đó. Okay. Tại hiện giờ mình cũng đang trăn trở cái tựa đề, tại vì cái tựa đề mình nghĩ đôi khi á, bây nhạc thị trường bây giờ cái tựa đề nó ngắn thôi. Nhưng mà nó phải làm sao cho nghe nó thị hiếu của đúng rồi, quý vị. Nói như thế thì Thùy Vân mới sực nhớ là Thùy Vân cũng hay làm MC cho nhiều chương trình. Và Thùy Vân thấy cái điều này là Thùy Vân nói lên là ai cũng cười, là Thùy Vân bảo nhạc thị trường sau này có những cái bản nhạc mà không cần nghe, mình nghe tựa đề thôi là cũng muốn biết nguyên bài rồi. Thì thật sự cái đó, mình trở lại cái dòng nhạc của những nhạc sĩ hồi trước thì họ có những cái từ rất là ngắn, đúng không? Chẳng hạn như khúc Thủy Du, mình nghe nguyên cái bản nhạc không có cái chữ khúc Thủy Du ở trong đó. Nhưng mà mình phải hiểu là tại sao cái người nhạc sĩ lại sử dụng như vậy. Hoặc là bài Diễm Xưa, mình đâu có thấy trong bất cứ một cái từ nào ở trong đó là Diễm Xưa, nhưng mà mình phải tìm hiểu để mình hiểu cái sâu xa từ cái tâm tư của người tác giả. Như vậy thì 30 tác phẩm rồi, có ra đời một cái album nào cho riêng mình không? Thật ra thì album á, đối với em á, em thì vẫn chưa có làm ra một cái album mà gọi là theo cái ý mình thích. Em hiện nay là tất cả những cái bài hát á, em viết trước đây đó, chủ yếu là em soạn trên đàn, rồi em để đó và em mời tất cả những cái bạn bè ca sĩ của em thu âm. Tức là họ thích có một cái single nào đó họ thu âm, thì từ đó em cứ đưa bài cho tất cả các bạn bè của em á. Nếu mà ai thích cái bài nào thì họ sẽ tự hát cái bài đó để mà ra album của mình. Và hiện giờ em cũng có một số cái album của các bạn á. Như vậy thì mình cũng có thể tập hợp lại thành cái album riêng của mình, đúng không? Thì Vân cũng chúc cho Khoa có thể nhanh chóng có một cái album riêng của mình, để cái đó cũng là một cái kỷ niệm cũng như là cái sự ra mắt đối với tất cả quý khán thính giả và bạn bè ca sĩ mà đã ủng hộ cho Khoa. Như vậy thì nếu như ngoài, thì Vân hỏi cái này rất là thật, ngoài cái việc mà mình từ cảm xúc của mình hoặc là từ cảm xúc của người bạn của mình hay là một cái tâm trạng nào đó mình viết thì nó thật, như vậy thì có một ca sĩ trẻ nào đó, thì ví dụ như thì Vân đi nói là bây giờ thì Vân muốn ra một CD, thì Vân muốn nhờ Khoa viết một bài thế này, thì có phải là nó bị đo ni đóng giày, nó không có cái cảm xúc hay không? Cái đó thì cũng chưa hẳn, tại vì để khi mà mình được đặt một cái ca khúc đó thì mình trước đó mình không phải là tự nhiên mình viết được, mà mình sẽ có đọc văn thơ hay là đọc cái này cái khác,
để mình lấy cái nguồn cảm xúc từ chẳng hạn như thế, như Vân hỏi Khoa là Vân muốn bài như vậy thì Khoa cũng phải biết là tại sao Vân muốn cái bài như vậy, từ cái cảm xúc thật hay là cái gì, đúng không? Rồi từ đó Khoa tưởng tượng thêm rồi. Nhưng mà cái quan trọng không những chỉ là ca từ mà là cái melody. Như vậy thì thường như là một người nhạc sĩ như Khoa thì Khoa viết melody trước hay là Khoa viết ca từ trước? Nó có cũng nhiều thứ để mình nói trong vấn đề này, mà Khoa nghĩ là hầu như hết 90% là melody trước. Tại vì á, mỗi đêm em đi đánh nhạc về đó, rồi cái trên đường lái xe cái em ngồi em tự nhiên bật ra được một cái khúc hát gì đó. Cái ngồi hát vu vơ, nhiều khi tưởng như mình điên vậy đó. Mình lại lấy cái phone ra mình thu vào. Đúng rồi. Rồi cái mình sau đó mình về mình phát triển lên từ cái những cái ngẫu nhiên đó của mình. Và nghĩa là đôi khi mình cũng phải take time lắm, mình có những cái khúc nhỏ nhỏ rồi mình thâu lại, rồi một ngày nào đó nó mới từ đó nó như một cái puzzle, nó mới come thành một cái có nhiều bài thì em viết trong vòng 1-2 ngày em cũng có thể viết được một bài, nhưng có nhiều bài nhiều khi cả 2-3 năm tại vì mình viết rồi mình thấy ồ cái bài đó mình chưa có vừa ý, mình để đó đến lúc nào đó nó cảm xúc nó khơi được cái mình mới làm được cái bài đó hoàn chỉnh. Như vậy thì trong 30 sáng tác thì bao gồm những cái thể loại nào? Em cũng làm cũng nhiều thể loại, nhưng mà đa phần thì nhạc trẻ, nhạc pop, ballad nhiều. Rồi em thỉnh thoảng cũng có những cái bài hát về dân ca đó, cái thể điệu dân ca mà nó kết hợp đương đại bây giờ đó. Và cái đó em cũng đang nghiên cứu để em thích làm thêm cái đó. Thì Vân cũng rất là hiếu kỳ để mà xem. Như vậy thì trong mùa Valentine này, hồi sáng thì Vân mở Facebook ra thì Vân thấy wow, Khoa tặng cho tất cả các bạn 3 ca khúc. Thì ngoài cái ca khúc của Thùy Vân với Trung Thành rồi, bây giờ Khoa muốn tặng cho quý vị một bài nào nữa trong cái mùa Valentine này? Đó là một cái bài Ngày Hạnh Phúc Đến. Cái bài này là gọi là một cái kết quả mỹ mãn của một đôi tình nhân khi yêu nhau, có thể là trải qua những sóng gió gì đó, nhưng mà cuối cùng họ lại đến bên nhau và đó chính là ngày hạnh phúc đến. Một lần nữa thì mình cảm ơn quý vị đang xem chương trình và xin quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngày Hạnh Phúc Đến. Anh thầm mong ước bấy lâu, một ngày sánh bước chung đôi trong vòng tay. Kể từ đây mình trao nhau tin yêu chiếc nhẫn này. Người yêu em hỡi, em hằng mơ ước khát khao, một ngày áo cưới trinh nguyên anh và em dưới bàn thờ. Chúa chứng nhận cho tình yêu mãi mãi. Anh yêu em yêu anh. Xin yêu trọn tình yêu suốt cuộc đời. Dẫu khó khăn phong ba không cách rời, xin hãy nhận nơi đây con tim anh.
bàn thờ ta nguyện cầu Chúa chứng nhận cho tình yêu mãi mãi. Anh yêu em, em yêu anh, xin yêu trọn tình yêu suốt cuộc đời. Dẫu khó khăn phong ba không cách rời, xin hãy nhận nơi đây con tim anh. Em yêu anh, anh yêu em, mãi luôn dành một tình yêu rất chân thành, là người bạn thiêng liêng suốt cuộc đời. Chẳng điều gì đổi thay anh biết không? Ta yêu nhau hôm nay và mai sau đến bao lâu. Lời thề nguyện trong tim mãi không phai màu, mãi một đời một tình yêu khát khao. Anh yêu em yêu anh, xin yêu trọn tình yêu suốt cuộc đời. Dẫu khó khăn phong ba không cách rời, xin hãy nhận nơi đây con tim anh. Mãi không phai màu, mãi một đời một tình yêu.